xem video dạy phần grammar bài số 6A lớp 1 quick question 1. Và đây là cái bài cuối cùng trong cái chuỗi bài văn pháp căn bản của lớp 1 nha. Chúng ta xem nội dung của bài grammar có cái gì. They.
lần nữa nha. Reset. Đấy. Reset. 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 Đó là những cái pronoun, tức là vị trí đầu câu là subject bây giờ. Những pronoun vị trí cuối câu là sau verb này là object này. À, chúng ta có là me, you, say, say, good, say nào, her, him, it, say, 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 à, có là say nào, say, us, them, ok, ok, à, các bạn lần đấy nhảy, say, game nào đó, giáo viên đóng một vai, học viên đóng một vai để làm
nó tới lưu được cái gì đó cho việc mà nhớ về cái điểm mất phạt chúng ta vừa mới diễn ra đó. Và một cái mẹo nhỏ làm sao để biết là khi nào có roleplay và roleplay thế nào, thì thấy khi nào có cái cặp gì đó, cái cặp nó xuất hiện, ví dụ như là xuất hiện, similar to role xuất hiện, thì chúng ta sẽ làm roleplay. Ok, rồi đó là ba bước về grammar. Rồi trong quá trình dạy grammar chúng ta có những lưu ý sau, nhất là những bài từ bài 2 cho tới bài 6 của chương trình lớp 1 này, là anh biết thế này, những người học viên họ vừa mới đi học tiếng Anh thôi, họ chỉ có một vài từ tiếng Anh ở phần từ vựng căn bản, họ chưa một khái niệm gì cả, cho nên là chúng ta sử dụng những ngôn từ thật là đơn giản dễ hiểu cho họ hiểu. Cái nữa là nguyên tắc căn bản, nếu mà văn phạm nó khó thì chúng ta phải đơn giản là ở phần từ vựng, nhất là phần example, đơn giản là từ cho những từ mà cho ví dụ thì nó phải càng đơn giản càng tốt. Ví dụ thế nào là từ đơn giản, ví dụ a pen là đơn giản, chữ phức tạp là a dictionary, phức tạp quá. Giảm lại từ càng đơn giản càng tốt, nếu là từ mà nó học rồi thì là hay, nếu không bắt buộc phải cho từ mới, và khi từ mới xuất hiện chẳng hạn như là nó chưa học chữ an apple, ở bài 2 khi học chữ an apple mà chúng ta phải cho từ an apple thì biết chữ an apple đơn giản và phải cho nó nghe cái nghĩa tiếng Việt, nếu mà quên cái nghĩa tiếng Việt đó thì ngay từ thời điểm đó là học viên sẽ chìm đắm trong cái việc mà đi tìm cái từ đó có nghĩa là gì, tất nhiên mình sẽ tìm không ra và mặt học viên nó sẽ nhìn chân chân mình, nhưng mà sẽ chẳng có để ý là mình đang giảng cái gì cả. Từ như vậy ha, khi một từ nào đó mà mới xuất hiện chúng ta không cho nghĩa tiếng Việt thì chắc chắn học viên sẽ không bao giờ tập trung cái bài giảng mình nữa, mà sẽ tập trung chữ đó có nghĩa là gì và đã đi tìm chỗ nào. Cách trình bày của dạy văn phạm ở những video khác chúng ta biết đó là chúng ta dùng cái kỹ thuật speak and write, tức là gợi ý học viên nó nói cái gì đó cho mình biết trên văn bản, cái gì đó là cái mình đặt nên biết speak and write, và dùng cách diagram để viết, viết theo dạng symbol diagram. Okay. Rồi.